bên này bự quá ha. Vậy là có hai loại hả? Ờ vậy là thua bên đây rồi, bên đây người ta tới 4 loại lận. Dạ, Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Hôm nay có hai sườn lưới thả đây nè. Đây là sườn lưới của anh Phúc mình nè. Phía ngoài kia là sườn em Đạt. Em Đạt giờ này lo chơi game hay nhắn tin điện thoại cho gợi ông. Nhắn tin với gái. À, tin với gái. Nhắn tin với gái nha cả nhà. Thì bây giờ tới nước cuốn lưới. Hôm nay anh Phúc mình thả lưới neo. Hôm nay giao nhiệm vụ cho Thúy Nguyễn sẽ theo hỗ trợ cho em Đạt nha. Đây rồi, bây giờ Tùng lên đường cả nhà. Nãy giờ thì ở trên nhà để uống cà phê chị em. Chị em chúc Giang hồi sau con đi theo thường của anh Đạt hay theo thường của dì Diễm chứ? À vậy hả, ta hỏi thôi. Rồi rồi thôi đi nhà Thi, chúc cô Thi với lại chú Đạt hôm nay may mắn nha. Mở dây, mở dây. Trời ơi. Sao coi cố gắng ăn cho có trà sữa đồ uống coi ba Đạt. Là uống như là cối. Có thôi đâu. Được rồi. Hôm nay anh Phúc sẽ kéo lưới cùng với chị Diễm. Hôm nay cháu Kiệt có công việc đi về trong vườn ở trong Hòa Tân rồi cả nhà. Hậu, nay con kéo lưới hả Hậu? Dạ. Có không? Mấy người trên chạy ngã xuống rồi đó. Người trên đó. Hồi nãy con giăng lưới hay vậy? Cha bổ con quăng lưới hả? Ờ, biết quăng lưới không? Biết chứ hả? Giỏi vậy. Đây là cháu Hậu, em của cháu Kiệt. Còn nhỏ nên chưa có kéo lưới được. Nên hôm nay anh muốn kéo lưới cùng với chị Diễm, vợ chứ. Chị cũng canh hay chứ. Trời ơi, trời ơi, cái này canh dữ lắm rồi. Bữa nay mà dính Hugo bự là thưởng cho Hậu, cho Hậu nghe. Nay quăng lưới mới hỏi nè. Ờ, nay Hậu quăng lưới hai cái lưới luôn á. Mà bọc không là do no luôn. Trời. Mang bao tay vô đi đàng hoàng đi. Bao tay bên đây nè, Hậu Hậu. Nè Hậu đem cây cờ ra đấy sau đi Hậu. Để cho nó chống chảy rồi. Chưa đem dầm cái sao luôn. Bỏ dầm cái sao luôn. Trời ơi, bị cháy vậy trời. Chết rồi. Xuống này kỹ vậy. Rồi, trời ơi, hơi cản quay quá trời. Chịu khó vũ nghe. Rồi cái này sợ nằm trên dây tó. Nằm dây tó rồi. Bữa nay chị Diễm mà dính cá sấu bự là mới mốt cho Kiệt ở nhà luôn. Không hên hả? Lâu lắm rồi á, bự lâu rồi đó. Dạ. Vũ vũ kìa, ba con cá. Vũ vũ kìa. Đi từ lúc cái máy còn máy xăng mà phải không chị Diễm? Ừ, máy xăng tới giờ. Cá đâu Hậu? Trời, nằm dây tó không mà trời. Bữa nay Hậu dây tó không vậy Hậu? Trời ơi. Hai con dây tó nằm hai con dây tó luôn rồi. Quá trời, ngủ bây giờ. Kéo gột nghe te mà. Hiu rồi. Cái này hiu rồi. Em ấm gì đâu, Hậu ơi. Vậy là nó thừa cha lái vô cùng dây tó kìa. Mày mày giục lưới mà giục cái sao mày muốn giục dây tó không à?
Lái hả? Lái ra ta. Được chưa? Ghê chưa? Nãy cha có dặn là bữa nay mấy con cá mà thường ngày cho anh Kiệt là nay của con không? À, có giao không? Cha có nói nay quăng lưới về thưởng trà sữa gì không? Chưa giao chân hả? Để chú Tùng đòi cho. Rồi sớm đi xe đét uống rồi. Dạ hả? Sớm đi xe đét uống rồi dễ à. Dạ hả? Rồi 50 thước lưới mà chưa thấy con gì chân tràn. Ủa này nói giống như hôm qua hả anh Phúc? Cái lưới này quýnh riêng rồi. Ở đây quýnh 2 cây. Nói rồi. Gỡ ra rồi. À bữa hổm thì mình khắc nhập ha. Nhập này khắc sức. Có anh Phúc có mình được 4 cục lưới. Thường có lúc thì nói lại quýnh nguyên cục của bố, một tay lưới là 4 cục dài luôn. Bữa nay thì chia làm đôi. Một tay 2 cục. Cục lưới thì đúng quy cách nó tầm khoảng 100, 2 cục được 200. Nhiều khi giờ gách hao hụt thì nó còn 100 mấy. Vậy là tay lưới còn có 100 mấy thước à anh Phúc? Tay này còn có 100 thước à. Đi luôn hả? 200 mấy. Trời ơi, không được mấy luôn hả? Mấy luôn. Không dính cái gì chân ta. Điểm này nó cự quýnh nát bến nó trơn rồi. Kêu lưới mà hậu như lo ngồi nhìn cái cờ không kìa. gần sợ hết hả con? Sợ hết hả? Sợ hết lưới à? Mình có Hugo kìa, có lên tìm biết con gì rồi. Hugo đó anh Phúc, không phải Hugo mà con cá học trò nè. À có cá kìa. Được con cá học trò cả nhà ơi. Trời. Con nói gì kìa? Ở hậu. Mới có 2 mẹ con thôi phải không? Còn cha là chưa phải không? Cha có luôn. Cha có luôn ha. Trò có một kiệt mừng lắm. Rồi vô cái gõ gì ăn chịu đi. Hôm nay là lần đầu tiên cùng theo dưa lưới của anh Phúc mà có được sự hỗ trợ của chị Diễm cùng với cháu Hậu. Từ ngày em đi cũng đâu có Hậu đâu, có Kiệt à. Kiệt với anh Phúc đi không à. Nay Hậu lần đầu tiên theo nữa nè. Bây giờ con muốn dính con cá gì Hậu? Cá sủ. Cá sủ mấy ký? Không chủ kìa. Cá dính không chủ kìa. Con là con của ông chủ mà. Chứ đừng hỏi con được mà. Vậy giờ con muốn dính cá sủ mấy ký nè? 2 ký nha. Trời ơi. Vậy rồi. 2 ký làm sao có hút tiếu hoàng. Muốn hết lưới nè. 2 ký đâu ra. 2 ký mà sủ đực cũng được. Sủ đực hay sủ cái? Hậu. Sủ đực hay sủ cái? Ít cái đèn đấy. Xong luôn rồi. Con đây, nói chung là con nít ở cả nhà nên hỏi sao nó nghĩ sao nó vậy à. Nó không có sự tính toán hay là mưu cầu gì nhiều chứ. Nhưng mình thì mình muốn dính con cá sủ bự ha. 7 ký, 10 ký đâu ha. Còn cá sủ đòi cá sủ đực đâu ha. Thì cháu nó muốn nói gì nói à, kệ chưa biết mà nói gì không chừng có kệ. Coi chờ bà cậu cho con sủ cái 2 ký cũng được nữa rồi hồi cho thêm. Sao không thấy hồi âm không ngay là sao mà dính được cái bự đây hay của cha lên cái bự coi cho hết hồn cái coi. Mời chị Diễm quăng đi. Lên còn nếu không bây giờ mời chị Diễm bẻ lái đi anh với Phúc quăng lưới đi. chơi luôn còn khỏe nè.
Gần hết lưới chưa con? Kể đi, cái thắng là sao đi lưới dồn mà. Dễ hả? Hết lưới rồi, nổi thùng. Cái thùng chìm bẹp rồi, hết lưới rồi hậu ơi. Rồi, thùng chìm bẹp rồi. Bà cậu lùa cá không kịp rồi. Lưới ở cửa. Quá, cá không dính kịp rồi. Ồ, hậu nó không hên nè hậu ơi. Không hên đây. Không hên. Kêu nghe kia mà dục có cá, dục con cá chứ không hên chứ. To gì? Ủa tay kia dài hơn hả Thuốc? Tay kia dài hơn. Ờ, tay kia dài hơn còn cơ hội mà. Chưa chơi rồi la nhỏ. Tay kia chẳng điểm nữa. Tay kia trúng hay con? Trúng ha. Tay kia cũng chẳng điểm nữa đó. Dầm hậu dấu kìa. Tới rồi, tới rồi. Tới. Vừa luôn. Thấy không tới là thêm miếng ga liền. Vừa niêm. Cái à. Gặp bằng kiệt là thôi. Khỏi che. Tới gần tới đủ cái đỡ thấy bà nội luôn. Còn cái gì đó lên đi. Ủi ông, ủi đi. Ủi cái đi trời. Ủa xuống được không quá. Tiếp tục chạy cái gì vậy? Ủa sao Phúc? Ủa xuống đi vậy Tùng? Ủa xuống hả? Ủa xuống mà giặt ra ngoài. Giặt ra ngoài. Rồi. Hả? Ông Vịnh chắc nghe nè. Kiếm cây à. Ông ngoài cái cắm cây chảy đằng ngoài đi nó giật một cái là ông gớt xong á. Thẳng lắm á. Vô chân gốc luôn á. Kìa hậu, cái sủ này hậu. Sủ bự quá cha bự. Cái hậu đó, cái sủ 2kg mà lên cái sủ có 200g mà. Ủi tốn dầu quá chừng luôn. Dính được con cá sủ nhỏ xíu.
Trời ơi, trời lên tim rồi Tùng. Yêu quái lên tim Tùng ơi. Lên tim hả? Yêu quái lên tim mừng bận. Lên tim mà bự á, lên tim nhẫn nhuyễn 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 mà lên nhiều là chưa biết. Lên tim bự bự. Cái trang hổng vậy đó. Bự bự như cái chén gì đó. Dốc ruột rồi nè. Cái sủ luôn. Cái sủ bự lên đây đó. Những cái gì? Ồ không phải. Một. Mở đúng không Hồng ơi? Đứng lại chạy. Rồi sao nếu mà cha con văng lưới chở này con có quăng lưới không? Mày quăng. Quăng ha. Mày quăng á. Quăng rồi vậy là trả công đi chào sữa là được rồi ha. Hi gâu má. Đúng rồi má. Gâu má hả? Gâu má. Thôi gâu má à, nãy giờ em hỏi trà sữa thôi uống gâu má. Lên con hú 5-7 kg rồi coi. Vậy là tại con quăng lưới ngay gốc hay là tại cha bẻ lái ngay gốc rồi kìa Hồng? Bẻ lái. Cha bẻ lái hả? Ôi, ủi dùm cái đi nặng quá. Ủi thưa, ủi xuống dùm cái nơi Tùng ơi. Anh hết ra rồi. Còn hả? Rồi nó có hết á. Có con gì đây à Tùng ơi? Có gì hú rồi Tùng ơi. Hú hú hú. Con gì? Hú. Hú kìa Hậu. Hậu ơi, hú Hậu ơi. Tìm sao vậy? Hú Hậu ơi. Trắng mang. Hú Hậu ơi. Bất cỡ rồi. Đi, em kìa. Ừ. Cứ bên đây ta kéo lưới mà cứ ngồi bên đây trông cái nhìn cái phao hoài hả? Hãy cho em nổi lên. Có múc nước không? Vô nước anh Phúc. Vô miếng nước cho tụi. Vô trong đục ha. Ừ. Ok. Đặt miếng thôi, đủ sống được rồi. Đó rồi, có miếng rồi. Ít được không? Được rồi. Cho nó ướt cái quân nhập cái kỳ nó chút xíu mới được. Nó quá bự. Quá đó, quá đó. À, vô đi. Được. Em tưởng đâu phải mở cái đục nhiều nước đâu mình chứa nguyên bầy chứ anh Phúc. Chưa biết. Thấy không? Nào xuống. Ok. Nói con đợi này lại đi, chuyện nào có cá mình đeo hỏi nha. Cá nó gì đó nè Hậu ơi, một con cá kỳ. Này cá nhỏ nhỏ không vậy? Mini không trời. Đại mẹ còn đấy mà cứ từ từ mà cứ từ nha. Mình trước nó còn không chứ còn cộng lưới thì kêu cuối à cũng không thua gì kể. Kéo quá thì kéo ủi quá thì ủi luôn. Thêm mình con cá cày. Cho nhờ 500 ga ủ thêm cái nữa phát không được. Ủ phát xuống nữa được. Ủa nữa anh. Ủa xuống cái nữa phát nữa đi.
Cái phần gốc lừng chứ không phải là gốc thi tủ. Hai bạn. Xong rồi. Này chắc chạy xuống rồi. Ủa xuống lại à? Ừ xuống lại. Trời ơi. Hết nước rồi chị. Ủa có còn phút nữa hả? Quá à, khúc sau này ủi quá chừng ủi rồi. Này lưới thất mà cực. Không có cá luôn. Không cá mà bị ủi nữa. Cái gì đâu mà dữ vậy trời ơi, hết lứ luôn. Xong công chuyện luôn. Mệt trời. Hết lưới rồi. Cá mắm đâu. Bữa nay dính cá đi lạc không người ta? Mà cá nhỏ nữa. Không. Rồi. Chán ghê không? Thiệt. Chán ghê. Sau này còn thấy con bộ lưới cảm giác thấy sao? Hiệu quả không? Không. Không, đúng rồi đó. Thôi mà vậy là giỏi rồi, cảm ơn. Mới lớn ở nhà rồi. Thất thu, bữa nay thất thu rồi. Lưới đầu tiếp nữa. Nói chung cũng do nhiều yếu tố, nhiều khi con nước nữa, chứ không chừng. Khi nước cá không đi. Này dính mấy con nhỏ nhỏ không? Cá lạc bày. Bốn con mà bốn loại. Bốn cá lạc bày. Ở trong đục á, mình được con cá hú nhỏ. Ở đây được con cá sủ. Con cá học trò đầu tiên nè. Đây con cá cày. Rồi đó. Bốn con cá. Rồi đúng rồi, vừa hút quay khỏi dành. Mình đi trên xuồng mình bốn người giờ bốn con cá khỏi dễ chia. Rồi không còn. Dễ chia. Thằng hậu nhỏ con cá nhỏ hả? Đi rồi thì đã xong buổi thăm lưới của mấy anh em mình rồi cả nhà. Hôm nay mặc dù rất là cố gắng nhưng mà thất à. Thôi hôm khác anh em mình sẽ làm lại. Đi rồi thì đã xong buổi thăm lưới rồi, kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay nha. Tùng và anh Phúc, chị Diễm và cháu Hậu hẹn gặp lại cả nhà mình những video tiếp theo. Bye bye bye. Chị Diễm, chị Diễm. Bye bye. Đây là một đoạn bonus thêm nha cả nhà. Anh em mình vừa về tới bè. Thì nãy giờ Thúy Nguyễn cùng với em Đạt đi cuốn tơ lưới con tắc này nè của em Đạt. Đạt nay trúng được nguyên bầy cá ba sa cả nhà. Cá bự đó thấy rồi. Có con bên đây bự quá ha. Có lý rồi. Không có bự gì cậu gì coi. Vậy là dính có một có ba sa mà không có thứ cái hả? Hai giờ là có hai loại hả? Vậy là thua bên đây rồi, bên đây ta tới bốn loại lận. Đây là nè, một con cá cốc, một con cá sủ. Ủa, một con cá học trò, con cá sủ, con cá cầy, con cá hú. Rồi, nói gì cũng chúc mừng em Đạt nha. Tại chọc giỡn thôi chứ em Đạt hôm nay là thu nhập nhiều hơn mấy anh em mình rồi. Ai nãy Đạt nó xấu đó anh Tùng. Nói gì? Nó nói hồi nãy anh Tùng đi là không có gì. Thấy không? Ừ. Vậy mà mốt quay Đạt đi thế. Thì hả? Thì anh có nói cái đâu nhưng mà ý anh nói nếu mà nói vậy mà mốt kêu chị Thí quay cưng chịu không? Mốt chị Thí đây quay qua lại nha. Đang hợp. Đang hợp phong thủy. Vậy ha. Vậy thôi. Rồi chúc mừng nha. Nó về ha.